Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho đội thi Bệnh viện Tâm thần Nghệ An xin gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với hội thi ngày hôm nay, đội thi của chúng tôi gồm 10 thành viên, trong đó tôi, Ngân Ngọc Quỳnh và đồng chí Lê Thị Hậu sẽ tham gia phần thi trả lời câu hỏi. Ở phần thi sân khấu hóa, đội thi của chúng tôi mang đến vở kịch Hai Người Thầy với sự tham gia của các thành viên sau: Lệ Hằng trong vai Thầy Sửu, Doãn Huân trong vai Bệnh Nhân, Nguyễn Hiên trong vai Mẹ Bệnh Nhân, Nguyễn Hường trong vai Vợ Bệnh Nhân, Thủy Ngân Nga trong vai Điều Dưỡng, Bùi Đạt trong vai Bác Sĩ. Sau đây, vở kịch xin phép được bắt đầu. Cảnh 1, tại nhà Thầy Sửu. Ra đi quán. Dạ. Xoài. Dạ. Quýt. Bò quýt ra đi quán. Đu đu một quả. Bò ra.
chiều là thành phạt chết rồi nè. Rồi giữ cung nhá, thầy bắt đầu cung nhá. Khoai ơi, lại đây ta cung cái quần. Thời mà men, mà mút, mà móp, mà mít, mau mau ra khỏi người thì chú. Anh ra chứ quát, anh ra chứ. Rõ ràng là thấy trốn ra rồi mà đang mất nói chuyện ra. Thôi ta làm lại nhá, thầy cung lại này. Thời mà men, mà mút, mà móp, mà mít, mau mau ra khỏi người thì chú. Anh ra chứ quát, anh ra chứ quát. Anh ra rồi đó nè, làm chân cho thầy nha, anh ra rồi đó nè. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn anh ra rồi đó nha. Thầy đây, thầy cùng lại. Thời mà men, cất cho thầy một lon con. Thầy uống cái này. Cùng nhiều khách đó. Đến cuối giờ bây uống hết trước chán để đây yên tâm rồi. Cùng tiếp, bắt đầu cùng tiếp nhá. Thầy dừa để thầy cùng để chừng các vị thần linh chứng nhận nhá. Thời các vị thần linh chừng chạm các loài ma ra khỏi người thi chú. Xin các vị thần linh chừng giam làm chết. Quay trở lại trả cho thầy quất. Vợ thằng cô khoái lại lấy dép trả cho thầy quất. Thầy đã cắt cẩn thận nó rửa mà hắn vẫn lì. Tí nữa lên mất đôi dép xịt đi lại đây mà. Thầy, má nó ra cho thầy. Chưa ra mà biết được lấy đôi dép xịt của thầy à. Cánh chồng nó cẩn thận nếu như lên đồ đạc của thầy đó nhà tuần đôi xịt. Đi ra ngoài tế xa xa chơi để thầy tâm sự với mẹ tìm mà dặn dò mẹ tìm mà. À đi em này thì lên bán ra khỏi người đây nè. Bé có chỉ khó khăn thì cứ gọi anh nhá. Giờ mỗi anh cũng giúp được ca nè. Nhìn em mà đi thật ra dưới mà được bắt má cho cái con vũ đi thi tài đó nè. Dạ. Em về nhá. Dạ em cảm ơn thầy. Nó muốn chia tay với em tẻo mất cả. Dạ. Em về nhá. Chào thầy. Trời ơi nhìn ngài ngược mà nhìn ứng ứng có lệ. Ơ lạng ơi có là trót lọt bồn của chị nè nè. Có tiếng lắp điều hòa đây nè. Ba ngày sau, tại nhà bệnh nhân Khoai. Trời ơi! Đi vô đây mà! Mẹ nè, con nói ra không nghe. Cứ mê tín cho lắm không? Dư tiền mất tật mang bệnh mẹ, không hỏi nè. Mẹ, mẹ nói mà con. Dư là con phải đưa đi viện thôi, không đi lắm khỏi thằng được. Thằng của nhà mẹ có bị chí mà, có bị bệnh gì mà con này đưa đi viện con. Con là phải đưa đi viện, không đi là không khỏi được mô. Phải đi thôi, con quyết thôi. Hắn là bị má nhập mà con. Rồi con. Tại bệnh viện tâm thần Nghệ An. Tâm thần yên khang trang sạch sẽ hơi. Mẹ thấy ông nào bệnh viện thì khang trang sạch sẽ, nhân viên thì tiếp đón nhiệt tình. Mà mẹ cứ không chịu đưa anh đi viện từ lâu đi. Chứ biết được mà con ạ. Chị Hân ơi, có bệnh nhân vào khoa chị ạ? Dạ cháu mời bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào phòng. Chị ạ. Bệnh nhân bị gì để em? Bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do rượu chị ạ. Chị kiểm tra bệnh án giúp em nhé. Rồi đầy đủ giấy tờ rồi em ạ. Dạ thế rồi em xin phép chị ạ. Về nhá. Cháu mời người nhà và bệnh nhân và bệnh nhân vào phòng tiếp đón ạ. Cháu sẽ kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân rồi là mời bác sĩ trưởng khoa đến khám ạ. Anh ơi anh ngửa lại. Ủa, đi ạ. Mẹ ơi con lại quên túi đồ ngoài phòng khám rồi. Dạ mà lấy chứ nữa. Ôi ô, ôi ra mở cửa tôi lấy để quên đồ ngoài không ó. Chị ơi chị chờ em tí nhà em làm việc xong rồi em ra em mở cửa cho chị ạ. Ôi ô, ó ra mở cửa tôi thấy mô đồ đạc tiền của tôi để ngoài mất lòng được mà ó ạ. Chị ơi chị chờ em tí nha, em làm việc xong rồi đã em mở cho.
mở cửa tôi cái mơ. Chị ơi, chị hay hay. Em đang làm việc dở cho bệnh nhân này, một tí này em ra mở cho. Cứ phải đóng cửa lại nữa. Các bệnh viện khác cũng mở cửa ra, tại đang bệnh viện thì cứ đóng cửa lại, mở ra cho dễ đi vô đi đám á. Chị ơi, đây là bệnh viện tâm thần, bệnh nhân đang rối loạn hành vi như thế này, em mà mở cửa ra là bệnh nhân lạc đường không biết đường về đấy chị ạ. À? Chị nói chứ chị nói lại tôi nghe thấy. Ơi, bệnh nhân đang rối loạn tâm thần như thế này, cháu mà mở cửa là bệnh nhân đi mất đấy bác ạ. Ơi ơi, con mà túi đẹp trái hiền lành túc trường có bá trong họ mà họ nói con tôi bị tâm thần là rắn hay. Trời ơi, tâm thần à, tâm thần là rắn hay. Chào bác, có việc gì đâu bác? Dạ, chào bác sĩ, đúng rồi. Bác sĩ khi này là ở ngoài phòng khám, bác sĩ cho bệnh nhân tiền về xe đấy thôi. Bác ơi, có cái ó nói bắt tôi con mà túi bị bệnh tâm thần là bị bệnh gì rồi bác hay? Được rồi, bác cứ bình tình. Bệnh nhân mời bạn ngồi xuống ghế, có việc gì thì có cái lát cũng giải quyết. Hân, có việc gì đó em? Dạ, em chào anh ạ. Thưa anh, có bệnh nhân mới vào ạ. Bệnh nhân rối loạn do rượu, em đã kiểm tra huyết áp của bệnh nhân rồi. Bệnh nhân huyết áp ổn định anh ạ. Cứ để chị em mở cửa ra cho chị lấy đồ nhá. Mời chị quá ghế. Em sang phòng để tôi thay đồ cho bệnh nhân nhá. Mời chị ngồi. Bác ơi, con mà túi bị tâm thần là bị bệnh gì rồi bác? Thưa bác, con của bác là do sử dụng rượu nhiều trong thời gian dài nên gây ra những tác hại đến khắp cơ thể, đặc biệt là não bộ, làm cho bệnh nhân không kiểm soát được hành động, đi lại lộn xộn, nói năng thiếu chính xác. Vậy là con bác đã bị rối loạn tâm thần rồi đấy ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra và đưa ra hướng xử trí cho bệnh nhân, rồi bệnh nhân sẽ ổn định thôi. Mong gia đình bà không nên lo lắng quá. Đó mẹ ạ, con nói với mẹ rồi, mẹ cứ không nghe đi. Ở nhà mua rượu cho anh uống cho lắm thôi, dư bệnh tật đi đấy. Bác ơi, mẹ tôi là ở nhà vì do thiếu hiểu biết, cứ họ nói là con ma nhập vào người, đưa đi cúng khắp nơi, tiền mất tật mang, cuối cùng bệnh cũng không khỏi. Thôi mong bác giúp đỡ gia đình tôi vậy ạ. Vâng, bác đây, rượu là một thức uống hầu như có mặt hàng ngày trong mọi gia đình. Tuy nhiên, để hiểu hết được tác hại về rượu thì hầu như chưa ai hiểu được. Chỉ khi rượu nó phá hủy cơ thể, gây ra những tác hại rõ ràng thì người ta mới hiểu được. Còn trường hợp con của bác là do rượu gây ra đấy ạ, thì không phải là do má nhập như gia đình nghĩ đâu. Tôi có biết mà được bác, tôi cứ chiêu hả, nhưng tôi có biết cái tác hại của rượu ghế vỡ mà đi mà bác. Rồi bác có điều trị cho con mà tôi cái bác nhá. Được rồi, gia đình cứ bình tĩnh để tôi kiểm tra và đưa ra hướng xử trí cho bệnh nhân. Về nhà thì gia đình cũng phải quản lý bệnh nhân, không cho bệnh nhân sử dụng rượu nữa thì bệnh sẽ ổn định thôi ạ. Dạ, chứ trăm sự vạn sự là nhờ bác nhá. Gia đình nhà em đó hoàn cảnh khó khăn lắm bác ạ. Chứ em được có thằng củ khoái đó là thằng trục trưởng đó bác ạ. Cho nên là nhờ bác giúp đỡ điều trị cho thằng hận cho hận cho khỏe mạnh thì bác nhá. Vâng, bên đẻ vâng. Thằng con trái nè bác ạ. Vâng vâng, gia đình cứ yên tâm, đấy là nhiệm vụ của chúng tôi. Bây giờ có thể mời bác và chị xuống buồng bệnh cùng với bệnh nhân. Có việc gì thì bác và chị có thể gặp tôi, chúng tôi cũng giải quyết. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác ạ. Đi mẹ. Chào bác, chào chị. Dạ. Bệnh viện tâm thần thì bác sĩ đẹp trai nhưng tổ tính là có này. Đúng đó mẹ thầy. Đây mới đúng là người thầy thuốc đạo có đạo đức này, không phải như mấy cái ông thầy tế mô mẹ. Thôi mẹ biết đi con. Tiêu Dương Hấn ơi, có anh gặp tí. Dạ. Dạ anh có việc tìm em ạ. Hân nè, anh cũng muốn nhắc nhở em, dù công việc em có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa thì em cũng phải luôn giữ thái độ tư tốn, nhẹ nhàng với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Dạ. Luôn xem họ như chính người thân của mình. Bệnh viện ta đã sánh, sạch, đẹp, trang phục đã được chỉnh tề, chuyên môn đã được nâng cao. Vậy thì mình hãy luôn luôn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ để hướng tới sự hài lòng của người bệnh em nhé. Hiểu rồi anh ạ, trong quá trình giao tiếp của em thì còn gây nhiều hiểu lầm cho bệnh nhân. Cho nên là em xin lỗi anh và sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn ạ. Để tránh những hiểu lầm như vừa rồi, mong anh giúp đỡ em ạ. Ừ, được rồi, bây giờ anh em mình cùng xuống buồng bệnh cùng với bệnh nhân nhé. Dạ, mình đi thưa anh. Mẹ với vợ vất vả với con quá. Mẹ với vợ đã ăn cơm chưa? Em ăn rồi, con ạ. Đó mẹ nè. Bác, bệnh viện tâm thần này bác sĩ nhiệt tình chữa cho anh Hoài ta vẫn đi khỏe vẫn lo lắng cho gia đình ta rồi đó mẹ ạ. Mẹ chưa mới biết ra con ạ, thì đi viện đấy con này. Dạ. Ôi anh Khoai hôm nay đẹp trai nhỉ. Cảm ơn chị. Khoai khỏe chưa? Em khỏe rồi anh ạ. Gia đình
tôi cảm ơn các bác sĩ đã điều trị cho con mà tôi bệnh đi nó khỏe mạnh như gì ra. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà bác. Cảm ơn bác và gia đình bác đã tin tưởng bệnh viện chúng tôi. Tâm thân khoe sắc mây ửng hồng, nhưng ta áo trắng chuyên cần chăm lo người bệnh. Ấn cần sớm hôm quan do quan là quan do quan. Hôm nay đây bệnh viện vui hồi tưng bừng là quan do quan hát vang lên bài ca chúc anh y vững mạnh. Quan do quan là quan do quan bốn năm năm gian khổ chung sức với chung lòng là quan do quan vì sức khỏe nhân dân vì dân mà. Quan do quan là quan do quan đến đón tiếp tiếp nhờ ở chăm sóc tận tình để dặn dò chú đạo. Quan do quan là quan do quan, quan do quan là quan do quan, quan do quan là quan do quan. Cán bộ nhân viên bệnh viện Tâm thần Nghệ An không ngừng đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.